hai bạn rất là căng thẳng đúng không nào? Đang căng thẳng. Có căng thẳng không? Không ạ. Có không? Dạ không ạ. Chắc chắn không? Rồi bây giờ tên gì? Em là Dương Thế Dũng ạ. À, năm nay em 33 tuổi. Nam em làm nhân viên khai thác vận tải biển. Dạ em tên Nguyễn Phương Yến. Năm nay em 33 tuổi. Em là nhân viên văn phòng ạ. Ủa, xin lỗi Dũng, quê ở đâu? Em quê Hải Phòng. Hải Phòng. Dạ. Ồ, còn em? Em dạ, quê em quê Bến Tre ạ. À, một người Hải Phòng, một người Bến Tre, hai nơi rất gần nhau. Dạ. Làm sao mà gặp nhau được? Dạ thì lúc trước á là hai công ty á là đối tác với nhau. Ngày đó thì anh này á thì ảnh hay gọi điện thoại cho mấy em làm cùng công ty em. Cái này cái vô cái nghe cô này nói: ủa hôm qua anh kia anh gọi điện thoại cho mình từ 11 giờ đêm đến 2-3 giờ sáng. Cái xong cái hôm sau nữa là nghe em Huệ nói: hôm qua anh Dũng anh cũng gọi cho mình nói chuyện từ cũng 11 giờ đêm đến 2 giờ mấy sáng. Trời ơi, sao mà gọi được? Đấy là em được gọi để bàn công việc thôi, tạo quan hệ thân mật làm ăn thôi mà. Mất sức dữ, cứ điện thoại từ 11 giờ đêm tới 3 giờ sáng. Ông não mất tiêu. Cuối cùng là tán tỉnh tìm hiểu mấy cô kia mà dính cô này. Em thấy tính lằng nhằng lắm, cũng 246 hay 357 gì đây nè. Thôi mình cũng không có để ý làm gì hết á. Cái sau này tự nhiên sao thấy gọi điện thoại cho mình liên tục luôn. Đó mình lại đánh với hỏi mình nói không biết cái anh này anh có ý gì đây ta. Thì em gọi điện thì thấy Yến thì nói chuyện cũng hiểu biết với cả đồng cảm được trong cuộc sống. Thì em mới xoay sang thì cũng nói chuyện với Yến nhiều hơn. Cảm tình nhau. Bao lâu thì hai bạn mới yêu nhau? Chắc khoảng cỡ 3-4 tháng sau ạ. Lúc đó em cũng đang thất tình, cũng đang buồn. Thì mình mới nghĩ là nếu mà mình xác định mình quen anh này á thì mình phải tìm hiểu coi anh này còn có tính lăng nhăng hay không. Thì em mới nhờ cô bạn thân á. Em mới nói: ê mày xác định giùm tao coi cái anh đó có đàng hoàng không, hay anh vẫn còn lăng nhăng giống như lần mấy năm trước, mấy tháng trước. Tức là em dùng phép thử. Dạ. Em nhờ bạn em thử lòng dạ. anh này giùm. Con dao hai lưỡi nghe 50-50 đó. Rồi cuối cùng sao? Dạ thì cô bạn thân đó cũng nhắn tin rồi cũng lả lơi: anh ơi rồi chiều nay anh ở đâu, anh đi ăn ở đâu, rồi khi nào anh vào Sài Gòn, rồi em ở quận 1 được. Vẽ ra một viễn cảnh rất là đẹp luôn. Rồi sao cái anh này anh dính câu? Nhắn tin rồi đến thì em cũng trả lời bình thường thôi. Ai dè đâu thì bữa đó em đi nhậu với lại sếp buổi chiều, vừa ngồi xuống thì Yến mới điện khóc. Em nghe tiếng khóc thì em bảo tại sao em khóc, thì bảo là anh có nhớ số điện thoại mà hay nhắn tin cho anh hồi từ hôm bữa giờ không, và đấy là bạn của em. Em mới giật mình ra. Sau đó em xử lý tình huống là sao? Thì em mới bực quá, em không biết làm sao được, mà mình trong lòng mình đâu có nghĩ gì đâu. Lúc em cúp máy rồi em không nói câu gì, bảo chờ anh đấy. Mà không biết là em vào. Thì em mới bay ra đến 11:30 vào sân bay, thì em nhờ cô bé bạn cùng công ty và chỉ cho anh chỗ trọ của Yến. Thế là bắt đầu em mới tới cửa phòng, em mới gõ cửa, mở cửa ra nhìn em sững người luôn. Sao muốn làm đó nhau, em cũng hơi bất ngờ, là nghĩ là chắc là ngày mai rồi lại gọi làm lành thôi chứ cũng không nghĩ là đứng trước mặt mình. Nhưng mà ấn tượng đầu tiên á cũng sụp đổ chưa. Làm sao? Thứ nhất là lúc nghe điện thoại á thì giọng ấm ấm trầm trầm nghe cũng tưởng tượng chắc một người đàn ông cao to đẹp trai. Đến khi gặp á thì trời ơi 53 kg nè. Trời ơi ốm ơi là ốm, nói sao mà xấu dữ vậy nè. Nhưng mà rồi tiếp tục làm sao? À thì em nói thôi anh vô đây làm gì, thôi anh về đi. Trời đất ơi, em nghe xong cô đấy thì em mới bảo là thôi lấy mà không tin anh nữa thì anh quay đi về. Tôi ra đầu hẻm với khoảng chừng 50 mét gì đấy, thế em nhận được tin nhắn. Thôi anh vào đây trễ này rồi, anh quay lại đây nghỉ ngơi mà rồi tính sao tính mai rồi. Rồi thì hai bạn yêu nhau bao lâu? Được một tháng, yêu nhau được khoảng tháng, hơn tháng sau thì em bỏ hết công việc mà em chuyển vào trong này mà. Chịu nè, ba mẹ có sốc không? Ba mẹ sốc. Rồi bà mẹ vợ em có sốc không? Cũng sốc luôn. Dạ mẹ em cũng ngạc nhiên, là tại vì lúc đó mẹ em cũng muốn lấy chồng có điều kiện tí xíu. Mẹ em cũng làm mai cho em một cái anh Việt Kiều ở nước ngoài. Nhưng mà em nói là thôi mẹ ơi, có mình con xa xôi, con ở nước ngoài mấy năm con mới về một lần, thôi mẹ đúng cho rồi. Con lấy nước trong nước đi, thỉnh thoảng con về con thăm mẹ. Cái mẹ mới nói tao không cần quan trọng, miễn sao mày sống sung sướng vui vẻ. Vui chưa? Dạ chưa. Vui chưa? Chưa công nhận là vui hả? Lý do? Dạ đến khi sau hôn nhân thì nó sụp đổ hoàn toàn. Rồi. Bây giờ em nói cái từ là sụp đổ hoàn toàn, vậy thì cái sụp đổ lớn nhất của em là gì? Dạ ngày xưa thì em biết ảnh là một người cần cù làm việc nè. Thương là thương cái tính đó. Nhưng mà sau thời gian cưới về chơi game nè, hút thuốc nè, hút đêm nè, vợ thì có khi không thèm nhìn tới vợ luôn. Hai tháng trời, vợ chồng giống như là người dưng vậy đó. Ủa, sao vậy? Em cũng không biết nữa. Có áp lực công việc không? Cũng không có gì đâu, bởi vì em cũng mới cưới mà, nên ra nó cũng lạ lắm. Cuộc sống hôn nhân nhiều khi nó cũng gò bó mà. Bởi trước kia mình sống độc thân một mình mà, nên thời gian đấy em lại bị bệnh nữa. Bệnh gì? Bệnh cường giáp thôi.
bị tuyến giáp ở đây phải không? Thâm ra người tay chân kiểu nó run. Và thâm ra cuộc sống vợ chồng nhiều khi nó không thuận. Có khi cần một tháng, hai tháng vợ chồng chẳng đụng nhau nữa. Lúc đấy thì cũng chưa có con đâu. Cái thời điểm mà lúc mà ảnh cứ như vậy á, dường như anh không đụng chạm tới em, lúc em suy nghĩ gì trong đầu? Lúc đó em suy nghĩ, em nói không biết là mình có bị cái gì hay không, hay là mình không có thu hút ảnh. Nói chung em cũng làm đủ biện pháp, là cũng thay đổi đồng phục các thứ, rồi làm đủ trò hết, cũng tối cũng rủ đi ngủ sớm rồi cái thứ, nhưng mà vô tác dụng. Vậy hả? Lúc em có hỏi ảnh tại sao không? Có, rồi anh hỏi. Trả lời sao? Nói đâu có gì đâu. Sau khoảng chừng một năm thì em mới nói anh ơi, hay em thấy anh sống như vậy không được, hoặc là anh bỏ game, hoặc là anh bỏ vợ, anh muốn chọn một trong hai đi. Thì lúc đó cũng có mấy lần là đòi đưa đơn rồi đó. Cuối cùng mà mới nói là thôi anh chọn em, là mình làm lại từ đầu. Thì em nói rồi em cho anh cơ hội. Thì lúc đó em mới thấy ảnh bệnh nó cứ bủng rủng tay chân. Xong rồi nửa đêm thì rung hết lẫy bảy người, giống như không điều khiển được mình. Bắt đầu tựa hết vào vai vợ, em phải chở anh đi đến bệnh viện cấp cứu nửa đêm. Nhưng sau đó em về em mới nói anh ơi, em thấy mắt anh là lòi, mừng cổ anh nữa. Cái xong mới rủ hay hai chồng mình qua trung tâm ung bướu đi, mình kiểm tra nếu mà có thì mình chữa bệnh, còn không có không vấn đề gì hết. Em vẫn thương anh, vẫn bình thường mà. Cái động viên mãi bắt đầu mới đi, mà em phải áp tải đó. Cả ngày đó em nghỉ làm, em quần quật ở bên bệnh viện với ảnh để khám tới cuối ngày thì ra cái bệnh là nó đã mấy năm rồi. Bác sĩ nói là khả năng điều trị thì phải 2 năm uống thuốc, và cái điều đầu tiên là phải bỏ thuốc lá. Lúc đó hút ngày 3 gói thuốc. Trời ơi. Rồi bây giờ là ổn rồi đúng không? Bây giờ ổn rồi chị. Dạ xong rồi là về là bỏ thuốc lá, rồi nhờ vậy bắt đầu mới có con được. Bây giờ là bé trai bé gái? Dạ bé trai ạ, được 2 tuổi. Rồi là thỏa mãn rồi. Trong cái giai đoạn mà chồng em biết là bị bệnh á, dạ, thì có khi nào em nghĩ rằng là nếu như bị bệnh đó như vậy thì mình sẽ không có con, thì nó có phải là áp lực? Dạ lúc đó em cũng có suy nghĩ, em cũng động viên với ảnh là em cũng biết là tâm lý của ảnh sợ không có con. Em mới nói là không sao đâu anh cứ điều trị bệnh đi, nếu mà trong trường hợp không có con thì xin cho con nuôi. Em không quan trọng cái chuyện là anh có hỗ trợ em có con hay không có con đâu, không vấn đề gì hết. Đó, em phải động viên ảnh. Thì lúc đó ông bà nội cứ ngày nào cũng gọi vào, sao hai vợ chồng bay có tin gì vui chưa? Nó dạ chưa, mà gọi thời gian dài á thì em phải chủ động em nói với ông bà, em nói là bố mẹ. Lúc đó em mới nói ảnh là bị bệnh, chứ lúc đầu thì hai vợ chồng cũng giấu bố mẹ. Dạ. Vì biết là sợ ông bà lo. Giờ cho ông bà hạnh phúc sung sướng lắm rồi đúng không? Dạ, cho ông bà mừng lắm rồi. Thấy chồng em hiền hậu thì chắc không bao giờ nóng tính đâu ạ. Dạ không, cực nóng lắm. Thì lần đó em đi làm việc với đối tác trên mấy cái tàu biển á, thì bữa đó sao vô tình á, cái anh đại phó đó mới về, ảnh lại không biết. Em lên em ký báo cáo thì ổng vỗ đùi em cái ảnh nói là đùi thon ghê. Cái mình mới bực mình nói là anh, em không có thích như vậy, em với anh á là công việc với nhau, không có nên vậy, em không thích. Cái lúc đó anh cũng có rượu rồi, anh mới nói là không sao, đâu có gì đâu. Cái xong chiều đó em về, mẹ mới kể anh này nghe. Vô tình mình kể chơi thôi. Cái hôm sau mình đi làm, cái mấy người đồng nghiệp mới nói gì nè, hồi Yến tao thấy chồng mày ở đuôi tàu kìa. Em sững người, em đang ở đầu tàu, em nói ủa hôm nay ra đây làm chi ta, mà em đâu có dám lại. Em đứng xa thôi, em nhờ bạn em lại đó coi ổng làm gì. Cái ổng mới đi một mạch lên phòng đại phó. Cái em mới nói với ông trực ban trên tàu đó, em mới nói là anh quản lý, anh lên trên coi chồng em làm gì trở, lỡ có xảy ra chuyện gì á anh kéo ra giùm em. Bây giờ em lên đó em gặp em, lẽ lên uống cà phê không? Em nghe em bực lắm, em lên tàu em vào phòng em mới bảo là xin lỗi, tôi là chồng của Yến, là làm giao nhận ở cái tàu này. Hôm qua nghe thấy bảo anh cũng có xúc phạm vợ tôi, thì anh nếu mà cần thiết thì anh lên bờ. Còn kia đây là chị em phụ nữ làm việc đàng hoàng công ty này, thì lần sau anh đừng có tay máy, rồi là không có đụng chạm gì đến chị em ở công ty này nữa. Thế là ông nghe xong ông xin lỗi. Xin lỗi thế em mới bảo thế được rồi, anh em đàn ông hiểu nhau, thế được rồi. Đây tôi nói cho anh hiểu thôi. Bây giờ tôi xin phép tôi về. Thế từ đấy giờ là cũng có đến. Từ đấy giờ là thôi đó. Dạ. Còn thấy con à, vợ em có ghen không? Vợ em có ấy. Có một lần thì em cũng chat Skype nói chuyện với khách hàng đối tác của em mà. Vừa chat thì vừa tập thể hình tập tạ ở nhà ấy mà. Thì cũng có qua lại mấy câu. Em chat xong thì em quên không tắt Skype luôn. Thế là
vợ về đọc được, chẳng nói chuyện câu nào luôn. Hai người chat hỏi qua hỏi lại, anh nói em mà hỏi nữa em khen anh quá là em rớt tạ lên chân anh rồi. Đó, làm như vậy hả, máu trong người nó sôi lên. Bảo là nếu mà từ công việc thì đâu cần phải đùa giỡn như vậy đâu. Cái xong đó, anh thích ăn cơm thì anh làm đi, em không nấu cơm nữa. Cái xong cái em giận quá, em nói nằm đêm em mới suy nghĩ, em mới nói hay là hôm nay vẫn tính như ngày xưa ta, cũng lăng nhăng hay này kia nọ, cái nằm nghĩ mãi đến hôm sau á em mới viết cái đơn ly dị. Em viết xong em ký rồi em để trên bàn đó em mới đi làm. Thực ra em nhìn thấy tờ đơn em mới cũng chạnh lòng, em bảo quay lại chuyện có gì đâu mà tự nhiên để cái đơn đi ta. Em không ký được khoảng 3-4 ngày nữa thế bắt đầu em làm lành. Chị hiểu cái tâm trạng của em, giống như là mình bị tổn thương nhiều lần rồi đó. Yeah. Mà vẫn cứ không chịu bỏ cái tật đó đó. Yeah, thì không chịu khắc phục á. Mà rất may là sau khi mà nhận được cái đơn đó thì chồng em vô cùng sáng suốt là không ký. Không ký. Yeah. Cho nên bây giờ là hai bạn mới có cuộc sống hạnh phúc như thế này. Thế thì cái em bây giờ em muốn vợ em thay đổi điều gì? Em thì em muốn vợ em thay đổi cái thứ nhất là tranh luận với nhau. Chưa đầu đâu đã nóng tính lên là bắt đầu quăng đồ lung tung rồi. Đập đồ, đập bàn ghế là mẻ chứ. Thế em có đập đồ? Em không, chỉ có vợ em thôi. Cứ nóng lên là cái nào đập đồ. Nóng hơn đó là vì trong cái lúc hai vợ chồng tranh luận, nếu mà anh không hài lòng chỗ nào thì anh nói, mà anh không nói mà anh lầm lì lì. Nhưng mà bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi gì nhất? Ban đêm đừng có hất khuya coi đá banh nữa. Em có làm được điều đó không? Em làm được điều đó không? Rồi chồng em á muốn bớt nóng nảy, đừng có đập đồ. Em biết không, thực ra là vậy. Chị tâm sự với rất nhiều các cặp vợ chồng á, thì cái nguyên nhân mà để cho người ta nóng nảy á, là do cái đối tác kia im lặng và bắt đối tác nọ đón ý mình. Mà ai mà đón nổi, không thể nào đón ý nổi mình muốn cái gì. Thì bây giờ á, mình muốn cái gì, mình không muốn cái gì mình nói đi, cô yêu cầu vậy mà. Dạ. Thì em nói đi, đừng im lặng, im lặng nó đoán không nổi đâu. Dạ. Tại vì lớp lo con, lớp đi làm công việc về này kia nọ sao mà đoán nổi. Dạ. Đâu phải như ngày xưa son rỗi mà chưa con chưa cái mà. Dạ. Đoán còn không nổi nó, đừng nói bây giờ. Cho nên nó bây giờ cho vợ bớt nóng thì vậy em mới nói đi. Nói. Em không đồng ý em nói luôn. Dạ. Đó, đừng để bụng nữa. Dạ. Vậy là xong. Dạ. Rồi đừng có thức khuya lắm, vẫn được quyền coi đá banh đúng không? Dạ, đúng. Nhưng rồi. Mà đừng có khuya lắm coi thôi, thứ 7, để đảm bảo sức khỏe cho mình. Dạ. Đúng không nè? Mà ổng mà không nghe mà ổng cứ cúp này cúp nọ thì em làm cúp điện. Yeah. Rồi xin chúc hai bạn lúc nào cũng vui tươi hạnh phúc. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh chị. Hai bạn bước ra tôi nghĩ trong đầu tôi mới chỉ cần cô dâu mà cái màu mà giống tôi như vậy thôi là tôi té luôn liền, té xỉu liền luôn á. Chào hai em hãy giới thiệu chút xíu về mình. Dạ, em tên là Vĩnh Hùng. Năm nay 30 tuổi, hiện là nhân viên xuất nhập khẩu. Thế còn em? Dạ, em tên là Nguyệt Hạnh, năm nay em 27 tuổi, em là nhân viên ngân hàng. À, Hạnh Hùng. Dạ. Hạnh Hùng gặp nhau trong trường hợp nào? Dạ, thì cách đây 5 năm á, thì em có liên thông đại học, học buổi tối. Thì lúc đó em học được cũng khoảng 2 tuần. Thì lúc đó vợ em vô trễ. Thì vô tình em thấy cô vô trễ thì mình nhìn kỹ vô người cô á, thì thấy cái có một cái nút gùi ở trên mặt mà giữa trán của cổ bên trên đó. Đâu? Đây. Đâu không thấy? Đây. Nó không thấy, nhìn thấy rồi. Mình nhìn cái nét đó thì cũng vừa dữ, nhưng mà bạn bè nói dữ nhưng mình thấy hiền. Thấy là dễ thương. Là quý tướng đó. Dạ. Rồi sao nữa? Thì xong rồi đó, rồi tụi em làm nhóm, làm báo cáo thì cũng chung một nhóm. Thì cái từ từ em tìm hiểu cổ làm bên ngân hàng. Thì lúc đó sẵn em có một số tiền á là để dành cưới vợ đó. Em mới là trích ra từ từ em kêu cổ mở tài khoản, em bỏ tiền vô tài khoản của cô. Nhưng mà chị hỏi em nè. Dạ. Vì em biết cổ làm ngân hàng em mới gửi vô tài khoản, hay là em dùng cái cách mà gửi tiền vô tài khoản để em giới thiệu cho cô ấy biết rằng anh là người có tiền? Cái đó là ý định cưa cẩm của em. Tại rồi, sao xài lý do khác? Một phần nữa là em để em thử cổ. Thử làm sao? Tại vì lúc trước em quen hết mấy người nữa, cũng có cái vấn đề là gì. Cũng là mở tài khoản hay sao? Không có, em quen mấy người đó như là lợi dụng mình. À, dạ. Tức là không thương thật mà thương... Chắc tôi nghĩ. Bây giờ em mới dùng cái này em thử cổ và cuối cùng là đúng như cái điều em suy nghĩ không? Thấy hoàn toàn khác với hai cái cô trước. Ủa em biết cái chuyện là ảnh gửi tiền vô cho em là ảnh thử em không? Dạ, đó. Em lúc nay không nghĩ gì hết. Bây giờ ảnh khai thiệt vậy mà em mới biết nè. À. Là về là có chuyện với em. À. Thực ra là lúc đó nếu mà ảnh có nói là anh gửi tiền anh thử em cũng tin luôn đúng không? Tại vì em là nhân viên ngân hàng. Đúng rồi. Thì đó là nghề nghiệp của em. Đúng không? Mà lúc đó mỗi lần đi học đó em nhờ cớ đó em nhờ cái gặp cổ để em đưa tiền cho cổ. À,
đó đó, tức là lấy cái cớ là đưa cho cổ để cổ để được gặp mặt em. Thế thời hai em quen nhau trong bao lâu thì mới đi đến hôn nhân? Dạ gần một năm. Bây giờ tụi em ở chung với gia đình chồng hay là ở riêng? Ở chung với lại gia đình của em. Kết hôn nhau là bao lâu rồi? Dạ kết hôn với nhau được 2 năm rưỡi. 2 năm em ở bên gia đình vợ thì có hòa thuận và có cái gì đó nó trắc trở không? Cũng có cái trắc trở. Có cái lần thì ở nhà có nuôi chó, mà nuôi tới 4-5 con chó. Thì lúc đó là em đọc báo thì em thấy là ở gần với chó thì dễ bị sáng chó. Sáng chó rồi xỉn. Đó mà em có nói với vợ để nói cho bên ba má vợ nghe, mà vợ truyền đạt sao mà em thấy vẫn để như vậy. Nhiều cái mình nói ra không được. Em có nói với bên nhà em cái vụ đó không? Nhà em cũng có nói với ba mẹ. Thì cái đó là không phải do ba mẹ em nuôi, mà là một anh rể nuôi. Thì em cũng nói ba mẹ, thì ba mẹ cũng nói là không sao đâu, nói chung là vệ sinh sạch sẽ là được à, cũng không có nghĩ là sâu xa là vấn đề là sẽ ảnh hưởng tới em bé. Thâm ra nói chung là nhiều khi em ở giữa em nói qua em nói lại á, thâm ra là em cũng hạn chế, mất công lại nghĩ là chồng mình khó chịu, để ba mẹ lại nghĩ sai về chồng mình nữa. Tại vì chồng em thì thẳng tính, mà mỗi lần có chuyện gì thì đâu dám nói thẳng ba mẹ đâu, là phải thông qua vợ. Mà nhiều lúc thì em cũng vô tư, đâm ra là em cũng chỉ nói theo kiểu truyền đạt thôi, đâm ra là vấn đề nó vẫn không đi tới đâu hết. Nhưng mà bây giờ chó vẫn còn? Dạ chó vẫn sủa. Mình sót con thôi, chứ bây giờ nó nhỏ quá mà chó sủa giật mình nó cũng gì tội nó nữa. Thực sự mà nói á, là con trai của chị cái đợt đó là nó bị cái vụ chó mà nó bị xuyển, cái đó là có thật đó, sáng chó cũng là có thật luôn. Nếu như cho em có một cái điều mà em muốn nói về cái việc mà tụi em đang ở chung với một cái gia đình lớn đó. Dạ. Thì em sẽ nói như thế nào? Tức là em sẽ muốn ra làm sao? Thì em muốn là cái chỗ của em ở đó, nó được yên tĩnh cho con em nó nghỉ ngơi thôi, chứ em không muốn gì hết. Rồi bây giờ thì anh hỏi thẳng luôn nè, đó từ lúc mà lấy vợ rồi thì em phát hiện em tật xấu nhiều. Dạ nhiều. Nhiều lắm không? Dạ gấp. Này có nhiều kể hết luôn đi. Lười biếng. Lười biếng về vấn đề gì? Lúc mà cổ có bầu rồi đó thì em mới là thấy thương, em đã mua cái máy giặt vợ về khỏi phải giặt đồ. Cũng làm biến, không chịu để đồ vô giặt. Có máy giặt rồi cũng vẫn làm biến, giặt đồ là sao? Không phải chị, có nghĩa là chồng em là kỹ tính, lỡ đụng vô hư máy là ông này đổ thừa nữa. Cái năm nay là đâu có dám giặt đâu. Nói chung là cứ để cho ổng bỏ đồ, tự đồ vô, tự bấm nút thôi là mình. Trời đất ơi, tưởng tượng nó mua máy giặt xong rồi về hai vợ chồng ngồi giặt tay á, mới sao vậy? Sợ hư máy giặt. Có gì không? Rồi còn nữa, giặt xong rồi á thì theo lẽ vợ phải đem đi đồ đi phơi. Cũng không luôn. Để đến luôn. Rồi ai phơi? Em đem lấy đồ móc. Anh đem đi thôi chứ em biết chắc chắn là em phơi rồi. Rồi sao kỳ vậy? Tao sợ hư máy thôi, bây giờ tao đi phơi đồ đi. Đâu có đâu, em cũng có phụ với bộ chị. Cũng dùng là chia ra nhưng mà chồng em nhiều hơn thôi. Có nghĩa là 7 ngày thì chồng em phơi hết 6 ngày đúng không? Nhưng anh nghĩ đi, lúc đó em cũng đang có bầu mà. Nhưng bây giờ thì sao? Giờ thì đang cố gắng cải thiện. Bây giờ thì ai giặt ai phơi? Nói chung là chồng cũng giặt nhiều hơn vợ. Nghe nè, anh phát hiện một điều là chồng em á, hồi nãy giờ rất là trầm tư nè, ít nói nè. Chắc có lẽ là ở nhà chắc bị em ăn hiếp thường xuyên đúng không? Không, nhìn mặt em vậy chứ anh ăn hiếp em á. Phải không? Thì tại mỗi lần cãi nhau toàn em nhịn ảnh không mà. Anh cãi lên anh dữ lắm á chị. Mỗi lần anh cãi lên là hả? Cô với tôi luôn á. Mà nóng lên, mà nóng dữ quá là hả? Không kiềm chế được là mày với tao luôn. Trời, phải không? Nhìn hiền hiền vậy thôi chứ. Là nhầm khi nóng lên á là em muốn là cô ấy đi ra ngoài đi. Mà cô ấy thích là ở đó rồi cứ mà hem dầu vô lửa đốt gì hoài vậy đó. Mà máu anh sôi lên mới nói bây giờ có đi ra ngoài không? Hả? Ở đây hồi tôi điên lên. Giờ điên lên làm gì tôi? Giờ sao? Giờ có đi ra không? Tao nói mày có nghe không? Giờ còn gọi đây nó tao đang xong tao xỉu dở vậy chưa? Trời ơi, hôn người ta. Nói chung là chồng em dữ lắm. Chị nghĩ coi, một con người mà bình thường á, hiền. Mà lúc mà giận lên hồi đầu tóc giống như là bốc khói dựng dựng lên nè. Mắt lông chồng mà còn chồng trắng không thôi à. Mà cái miệng bình thường là hơi chu chu dễ thương nha. Lúc mà cãi nhau là dính lên luôn rồi nè. Chú mẹ xuống mẹ ta. Lúc đầu thì em nhịn chị, ba mẹ cũng dặn rồi, chồng máu cao mà khó chịu mà nóng tính vậy là phải nhịn. Mà chị nghĩ coi, phụ nữ mình nhịn thì nhịn cũng có chỗ cũng phải bức xúc chứ chị, bức nước vỡ bờ thôi. Chịu hết nổi là em bạc lại là xong rồi, y như rằng là bùm 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 lên. Em bạc lại sao? Em nói là em nhịn đủ rồi nha, mà còn lớn tới như vậy nữa hả? Thấy em nói vậy cũng nói lên, để tiếp tục cãi nhau. Có nào mà ông kêu mày tao cái kêu lại tao mày giống không? Không, xưng nhau là anh em. Hùng thua bên này cái điều đó tháo cổ chồng tức em. Em không có muốn là gây chiến rồi, em nó kêu cổ đi ra ngoài mà nói mình nói hoài, cổ cũng không chịu đi.
chị nghĩ coi vợ chồng cãi nhau, vợ chồng cãi nhau thì phải ở lại với nhau để cho nó xong việc vấn đề đi. Thằng này là giờ mới hiểu, giờ mới hiểu tính ổng là giận thì tốt nhất là nên được đi ra ngoài, còn ở lại là sẽ có chuyện lớn. Cái cảm giác mà nghe chồng mình kêu mình bằng mày á, và xưng bằng tao với mình á, lúc đó em như thế nào? Nói chung là cảm thấy sốc, nhưng mà chắc cũng tại em lì. Thật chất là cái bản chất của chồng em không phải là người thô lỗ như vậy. Nhiều khi do áp lực công việc, cơm áo gạo tiền, cộng thêm là áp lực là phải ở nhà vợ, rồi phải làm sao để cư xử giữa hai bên gia đình như vậy nè. Đâm ra là ảnh cũng ức chế trong người nè, lâu lâu là phải có chỗ mà bùng phát lên. Con người thật của chồng em không phải là như vậy. Trời tức quen ảnh hiền lắm. Bây giờ còn nói chung là cái phần mà xưng mày tao là chỉ ít lắm. Khi nào mà trận nào to lắm thì mới xưng thôi. Còn bình thường thì xưng cô với tôi. Em, cái cuộc sống hiện tại của em bây giờ, cái áp lực lớn nhất của em là gì? Em bây giờ là cũng vừa công việc là nhiều. Nói chung là từ lúc mà chồng của em về ở với bên nhà em tới giờ, do là em cũng vô tư quá nên cũng chưa tạo một cái điều kiện để cho ảnh với lại ba mẹ em hoặc anh chị trong nhà nói chuyện mà tâm sình với nhau để hiểu nhau hơn. Chồng em thương ba mẹ em giống như ba mẹ ruột thôi, nhưng mà do có đều là thẳng tính quá, đâm ra nhiều lúc nói, nhiều lúc mà bên nhà vợ không hiểu, đâm ra ức chế. Nhưng mà gia đình mình là một tuần có một bữa cơm chung không? Cuối tuần á thì nói chung gia đình nhỏ của mỗi người thì tự ăn, chỉ khi nào có dịp giỗ hoặc là dịp lễ có tiệc tùng thì gia đình lớn mới quay quần lại ăn chung. Mà ăn chung thì cũng ít khi nào mà nói chuyện được nhiều hả? Được nhiều, đúng rồi chị. Rồi tức là bây giờ tụi em nấu cơm ở trong cái gian nhà riêng tụi em gì? Dạ không, mẹ đi. Em nấu cho em. Rồi có ăn chung với mẹ không? Dạ không. Chị hỏi như vậy là vì lý do như vậy nè. Ví dụ mà mẹ em mà nấu cơm cho tụi em ăn á, có khi nào em nghĩ đến cái chuyện là em ăn chung với ba mẹ để cho cái không khí nó cởi mở và nó cảm thông với nhau hơn, có giờ em nghĩ điều đó không? Được chưa. Tại vì vậy nè, có một lúc nào đó em sẽ đặt em vào cái cảm xúc của mẹ. Dạ. Có nghĩa là mẹ cứ nấu giống như trách nhiệm của mình là mình phải nấu cho tụi nó ăn, nhưng mà không biết tụi nó có nghĩ gì đến mình hay không. Có bao giờ em đặt cái điều đó trong đầu em không? Sự là em cũng chưa đặt cái vị trí của em và cho vị trí của chưa mẹ. Nghĩ đến điều đó đúng không? Dạ, đúng em rồi. Có nghĩ không? Có, nhiều khi em cũng có kiếm tạo cơ hội để em qua em ngồi nói chuyện với ba mẹ, nhưng mà khi tính của cổ là cũng hơi ghen. Nhằm khi có mấy chị em của cổ ở ngồi đó, cổ thấy mình nhìn mình soi mói gì hay gì đó là cổ thấy khó chịu hay gì. Em nhìn vô cái mắt ảnh cổ em biết. Rồi làm sao mà mình thoải mái mà mình ngồi nói chuyện với gia đình của cổ được? Nhưng mà vậy em là... nhìn vào ánh mắt là em đoán, nhưng mà biết đâu chừng cổ không phải là nghĩ như vậy. Em có bao giờ có hỏi thẳng vợ không? Em có ghen không? Mà ghen với ai bây giờ? Em mình đâu có gì đâu chị. Mà tại sao không biết, em không biết tại sao em ngồi nói chuyện tự nhiên cổ xê dịch qua cổ che lại người em một tiều. Giống như em gái ngồi kế bên này nè, thì giống như khi em ăn trong bàn thì người ngồi với ảnh thấy hành động em, ảnh lại suy diễn ra vậy á, chứ em đâu có ghen gì đâu. Theo chị nghĩ á, để mà em có được một cái mối quan hệ với lại gia đình bên vợ thì cái đối tượng đầu tiên em phải cảm thông, phải tiếp cận là ba mẹ, rồi mới tới anh chị em trong nhà sau đó. Thì bây giờ em giúp chồng em việc đó đi, như chị nói mời ba mẹ ăn chung với vợ chồng, mình cứ tạo nhiều những cái điều kiện nhiều lần như vậy á, là tự động làm mọi người hiểu nhau thôi. Đúng rồi, bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi điều đó là điều gì? Chồng bớt nóng tính đi, cái nóng tính nó cũng sẽ không tốt cho sức khỏe của chồng. Thứ hai là thoải mái hơn, đừng có nghĩ là ở rể là mình làm khách nữa, mình hãy nghĩ là mình đang ở nhà mình. Con Hùng, ông muốn là vợ bớt lười biếng chút, bớt cậu thả chút. Lười biếng chút là cậu thả. Chị thấy vậy nào Hùng? Theo chị ha, em nhân cơ hội này nè, em nói một cái điều gì đó thật nhất trong tấm lòng của em với ba mẹ. Giống như mình trực tiếp chưa được, mình gián tiếp trước đi cơ. Dạ, con sống xa gia đình nên ba mẹ, vợ cũng là ba mẹ của con, nên con rất thương ba mẹ. Rất là thật. Và anh nghĩ rằng là ngoài cái câu nói của chồng em ra thì em phải là một cái sợi dây liên kết để cho cả hai đồng thuận với nhau và hiểu nhau vậy. Em theo chị, với cái không khí này, với cái cảm xúc này, chị nghĩ rằng em nên nói với ba mẹ một câu. Ba mẹ ơi, con cảm ơn ba mẹ vì đã ủng hộ cho vợ chồng con và tạo mọi điều kiện cho vợ chồng con được hạnh phúc. Và ở đây là nhân cơ hội này thì con muốn cảm ơn ba mẹ vì đã đối xử tốt với chồng con như là đối tốt với con. Con cảm ơn ba mẹ. Mình
Xin cảm ơn hai em. Dạ. Rồi, chúc hai em. Nhìn cặp vợ chồng này trẻ trung quá à. Chắc chắn là cặp vợ chồng này sẽ mang đến cho chúng ta những câu chuyện rất là vui tươi, dí dỏm này. Mà hai em giới thiệu chút xíu về mình. Em tên là Nguyễn Anh Tài. Hôm nay em 27 tuổi, em là nhân viên sale của FPT. Trời đất, em 27 rồi hả? Dạ. Nhìn em nhỏ xíu à, cỡ 21-22. Dạ. Còn em? Dạ, em tên là Nguyễn Thảo Ly. Năm nay em 25 tuổi, em làm kinh doanh thời trang. Thế hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Thì em gặp chồng em lần đầu tiên là năm 2010 mới thực tập. Thì thực tập chung với công ty của anh này. Thì lúc đó em vừa vào em thấy trời ơi, sao con trai gì mà da trắng dữ vậy trời. Môi thì đỏ, da trắng như ngọc trinh, đỏ như son. Rồi mũi cao, nhìn kiểu baby Hàn Quốc ghê ta. Rồi lúc đó là ấn tượng rồi đó. Còn em ấn tượng gì vợ em? Dạ thì em thì ấn tượng là vợ rất là xinh. Vừa bước xuống xe là thấy cười, rồi hoạt bát rất là lanh lợi, nhưng mà mình cảm giác đây là những cái style của mình, mình rất là thích. Nên là mình nhiều khi lúc đó giống như tình yêu sét đánh, là mình ước gì là vợ của mình. Và thế là tôi nghĩ rằng là ngày hôm đó có thành tình yêu đi ngang và nghe thấy cái điều ước của hai bạn. Ai là người tỏ tình với ai trước nào? Em không biết ai tỏ tình với ai trước, mà lúc đó là em thấy là cái buổi đó là vợ lên, vợ ngồi kế bên em á, thì tự nhiên cái em chưa nói gì hết, tới cuối buổi tự nhiên đưa em miếng chát. Giống như là mình cảm giác mình là anh trai mà mình lại còn bị thụ động. Bị động phải không? Dạ. Mình đang ở thế. Sao giận không? À, vui. Vui. Nhưng mà chị hỏi nè, em có cảm nhận giống như chồng em không? Giống như sét đánh, giống như con người này sinh ra để làm chồng mình không? Không, lúc đó thì em không cảm nhận là anh này là chồng em đâu. Mà lúc đó nghĩ sao mà lại có người dễ thương, lạnh lùng vậy? Kiểu là mình thích để tán thử xem như thế nào. Hai người cua dính luôn. Mấy bà, hai bạn lấy nhau là bao lâu rồi? Dạ, 8 tháng. Quen nhau bao lâu? Dạ, quen nhau gần năm thì chia tay. Rồi sau đó sau 2 năm mới quay lại nhau rồi cưới. Tại sao chia tay? Dẫn em đi suối tiên chơi nè. Trời ơi, cho em chơi đủ thứ trò chơi hết á. Rồi cho em ăn cái này, ăn cái kia, giống như mình là công chúa rồi đó. Xong tối gì gọi anh thoại: em ơi, mình chia tay nhau nhé. Vì anh thấy là em ở trên núi xa xôi quá, anh đi không tới. Với lại em tính con nít quá. Ủa em ở đâu? Dạ, em ở miền Trung, Quảng Nam. Vợ em ở miền Trung nhưng mà lại ngay không phải là thành phố, mà là từ thành phố mà đi lên tới núi, lên núi khoảng 50 phút. 40 phút à? 50 phút. 10 phút thở mà thở hết. Trời ơi, 10 phút mà thở nữa. Tính luôn nha, 10 phút thở. Rồi là chia tay vì dạ, không, lý do như vậy thôi. Từ hồi nhỏ là trong gia đình là hồi đó giờ sống ở miền Nam, mình quen người miền Nam là chủ yếu à. Không có quen ai miền Trung ấy, là ba mẹ cũng có nói là quen ở người miền Nam nên biết bao nhiêu người là không quen, là quen miền Trung đi xa. Rồi mình gặp thêm là cái tính cách cũng trẻ con nữa. Ủa nhưng mà em quen với ảnh thì là trong cái thời gian thì bên gia đình của ảnh biết không? Dạ biết, gia đình là biết em ở Trung xa thì ba mẹ mới nói anh là thôi đừng có yêu, yêu rồi sau đậm không có bỏ được. Thì anh mới chia tay em á. Mà rồi sau khi mà nói lời chia tay về em có đau khổ không? Cũng một khoảng thời gian đó là một năm mấy đến 2 năm đó, là khoảng thời gian đó em một mình thôi. Em suy nghĩ rất là nhiều. Nhưng mà lúc mà anh nói chia tay em sốc không? Cực kỳ sốc luôn chị. Tức mà khóc luôn á chị. Khóc luôn. Thấy cảm thấy người gì mà kỳ cục, nhút nhát quá à. Cảm thấy là vì cái khoảng cách thôi á mà lại bỏ mình như vậy á. Rồi em mới vượt qua cái trạng thái đó liền không? Hay là mất thời gian bao lâu? Khoảng nửa năm. Rồi trong một năm rưỡi đó là hai đứa cứ rình rập theo dõi nhau. Dạ đúng đó. Rồi. Thì lúc đó em theo dõi Facebook thấy lúc nào cũng chụp hình của một mình. Em đang buồn, em cô đơn, thấy thương. Mình cảm giác là mình thấy mình giống như có tội, có lỗi. Đúng quá, đúng rồi. Quyết định là làm quen lại. Thì ai là người quyết định? Em không? Anh này là quyết định quay lại. Nên đó là em quyết định là mình khi mình quay lại mình phải suy nghĩ rất là chín chắn. Em quyết định là canh cái ngày sinh nhật của vợ á. Thì em gọi điện, em nói là anh muốn gặp em, có chuyện muốn nói với em. Không thèm gặp em luôn. Tại vì chia tay vậy sao mình gặp liền đúng không anh? Đúng vậy. Mình đúng phải dài dò. Mình phải cho thời gian thử nghiệm. Mà thời gian là bao lâu? Có ngày rồi. Trời ơi. Trời ơi. Tôi tưởng đâu là nghe chắc cho một tháng, một năm, cho một ngày. Và tôi nghĩ rằng là kể từ khi mà quay trở lại nhau thì cái giai đoạn mà hai bạn tiếp tục đi đến hôn nhân chắc không có gì khó khăn. Em quay lại là vì một câu nói của anh thôi mà em quay lại. Câu nói gì? Anh nói là em à, hai đứa mình chia tay nhau một lần rồi, nhưng mà bây giờ quay lại là sẽ mãi mãi sống bên đầu bạc răng lâu. Trời, nghe câu xúc động quá. Rồi còn em yên tâm là anh sẽ che chở em hết cả cuộc đời, bảo vệ em luôn, em không cần làm gì hết. Rồi. Ở không anh nuôi em luôn. Trời ơi. Cái câu đó trong gì, trong phim đúng không? Tất cả phía trước là đúng, có câu mà ở không em luôn thì không có. Nghĩa là cái bà này bắt thiêu dạ. Không tưởng tượng.
Rồi thế là sau đó là bắt đầu nghe mình ngay lúc đó hạnh phúc quá mà, nghe chào nước mắt quá mà. Lúc đó thôi ok em quay lại với anh. Quay lại thì thấy trời ơi dịu dàng lắm chị, nhìn mặt nè chị. Trời ơi rất là yêu thương chiều chuộng dịu dàng lắm. Trời ơi đàn ông mà bả dùng cái từ dịu dàng. Ôi tại nhìn ông baby quá mà. Baby quá nên nhiều khi mình nghĩ công chúa nên mấy em cũng là cũng phải cưng hết. Nhưng mà sau này mở màn mới biết nha anh. Bây giờ về rồi mới biết đá biết đúng màn. Đúng rồi anh. Nhưng mà nè, quen nhau rồi á là khi mà gia đình em biết á thì có cái gì khó khăn không? Có nghĩa là có bàn ra bàn vô, có cản em nữa không? Trời bàn quá trời luôn á chị. Vậy á. Bàn ra hay bàn vô? Bàn ra, không ai bàn vô đó chị. Rồi sao cưng? Ảnh về anh xin phép ba mẹ cưới. Xong ba mẹ nói: "Con à, quen thêm hai ba cô này cho có kinh nghiệm, tình trường nó nhiều lúc đó mình chọn vợ nó mới chính xác." Trời đất ơi. Rồi anh có nghe lời không? Em thì là em đã khi quay lại là mình đã có quyết định rất là chín chắn rồi. Thì bây giờ là mình là chỉ còn cái mục tiêu á là phải bảo vệ quan điểm của mình và thuyết phục ba mẹ. Nghĩa là hai mà người... cuối cùng thì ba mẹ đồng ý em thuyết phục được không? Anh này thuyết phục được chị. Hay vậy là quá hay rồi. Anh thuyết phục bằng tình cảm, bằng nước mắt. Chồng em máu nước mắt khóc vậy. Mà chỉ có em mới làm anh khóc được thôi. Hay không? Nghe nè, rồi cái lúc đám cưới sao? Trời ơi đám cưới còn kinh dị hơn nữa. Cái đêm tân hôn sao? Trời ơi anh tuyệt vời lắm. Nhìn ảnh baby Hàn Quốc vậy mà không biết gì chưa. Người đàn ông tinh khiết. Dạ đúng rồi. Ê, sao hấp dẫn lắm. Ảnh lúc đó thì bạn bè chút rượu xỉn đem vào phòng á, em tay chân cứ lỏng lỏng run vậy nè, chảy nước mắt. Anh không. Cưới được em cảm giác bây giờ anh hạnh phúc quá. Bây giờ anh được tọa nguyện rồi. Anh hạnh phúc quá, bây giờ anh không biết sao hết. Rồi sau đó rồi tiếp nữa rồi cứ ôm em vào lòng thủ thỉ nói những lời êm dịu nhưng mà đâu thấy làm gì đâu tại không biết làm lúc đó là tại đang ai gì kỳ vậy. Thật ra thì mình muốn nghe nói mình lên mạng mình tìm kiếm làm sao để đêm tân hôn lãng mạn, phải nói là phải vô phải tâm sự với vợ trước, mình không nên là mình dầu dập quá. Có những cái người ta nói thương nhau cởi áo cho nhau. Nhưng mà em thì cái khúc thương thì dễ mà khúc cởi thì em không biết. Thì ra khóc đây em phải khóc vì cái chuyện tình cảm, nghĩa là coi như là được một cái kết quả viên mãn, mà khóc đây vì rắm rứt bởi vì không có thuộc bài. rồi mọi thứ dạ mọi thứ diễn ra là tuyệt vời. Rồi có cô vợ tuyệt vời vậy là chắc là em ghen dữ lắm nè đúng không? Trời ơi cực kỳ ghen vậy, ông ghen kinh khủng. Ông ghen sao đâu? Trời ơi em ra đường không được đánh xong đi nha, được trang điểm đánh xong rồi đổi chốc rồi quyến rũ chai hả? Trời ơi làm cái gì em đi ra đường không được mặc quần bó sát nha, bó sát chụp khoe vòng cong quyến rũ với chai hả? Rồi á đi biển như nha, không được mặc bikini. Trời ơi, để tắm biển mà mặc bộ ba. Mặc bộ tắm thấy chưa? Tại vì á là bikini cũng dạ quan. Đi mà biển thì nổi lên vậy đó, rồi mấy người ở trên bờ thì lại xì sầm nói là đẹp, em nói đẹp quá. Em nghe được, em thấy tức tối trong người, thấy khó chịu. Bực mình phải không? Cảm giác giống như là của mình mà lại đi bình phẩm vậy. Không được. Bực mình. Đó tắm được 10 phút à. Bắt lên bờ dẫn về. Ủa tại sao vậy, tắm có 10 phút? Người ta nhìn quá không cho dẫn về nhột không đóng được. Còn chồng em mặc cái gì? Chồng mặc quần đùi áo thun. Quần đùi áo thun chứ không mặc quần bơi luôn? Không luôn. Tự anh ý thức được luôn. Anh ý thức cho người khác nhìn ổng kính đâu không sợ mấy bà kia nhìn ổng. Biết giữ mình lắm đó, biết là giữ mình. Như vậy là bây giờ hai đứa mình phải tài trợ cho hai vợ chồng em, tài trợ cho chồng chị hai bộ người nhái, hai bộ đồ người nhái để lặn đúng không? Tắm biển là lặn là không ai nhìn luôn. Dễ thương. Rồi vợ em có cái gì xấu? Nè vợ em thì có cái là trả treo kinh khủng. Ví dụ như là làm cái gì mà bực mình lên đó, lại em nói một câu và trả treo một câu. Đặc biệt là hay chọc tức em nữa, em nóng tính kinh khủng lắm. Rồi sao, rồi lúc mà cái cơn điên em lên này, rồi em làm sao? Dạ thì em điên lên em chỉ muốn là nói cho dập tắt thôi, nhưng mà lại vợ lại phản ứng lại nữa, mạnh cãi lại. Rồi em làm sao nữa? Phản ứng chị nhìn đi, mặt anh trắng vậy nè, khi anh dẫn lại đỏ như quả cà chua. Dữ tợn kinh khủng lắm, ảnh gầm gừ á, tức quá trào nước mắt luôn. Còn khóc nữa hả? Không khóc vậy. Dạ không phải khóc mà giống như là mình bức xúc quá, mình tức quá, anh đập vô tủ. Cái đau tay. Dạ đau quá, xong đau tay lại khóc. Trào nước mắt ra. Trào nước mắt. Thấy em khóc, ảnh mà khóc một cái làm đau lắm, cảm giác là tự nhiên mình làm ảnh khóc.
Em thấy có lỗi, cái lúc đó làm soi ảnh mà khóc là em soi liền. Thế bây giờ em khóc chưa? Em cũng khóc luôn chứ. Rồi lúc đó chồng em chồng em có soi không? Chồng không soi đâu. Chồng ngồi im nhìn thôi. Mới trước, đụng trước. Gì cây vậy? Em biết là giống như là nước mắt cá sấu thôi, để giống như là để xoa dịu em thôi, chứ thực ra là khóc không phải khóc do là biết mình có lỗi. Thì khóc kỹ thuật. Dạ, không tại tính em dễ khóc là em tự điều khiển nước mắt của mình luôn. Ôi trời, tự điều khiển nước mắt. Trời giống biết ngon quá. Nhiều khi em muốn em khóc mà em đứng. Em bây giờ em khóc được không? Trời ơi, giờ em vui, gặp anh đang vui mà. Trời, hai bạn rất là dễ thương nha. Bây giờ mong muốn thay đổi sao? Em chỉ mong vợ là mình dành thời gian cho em nhiều hơn. Thế còn em muốn chồng em thay đổi gì? Thì em muốn chồng em là bớt nóng tính lại. Khi nóng tính là nhìn xấu quá à. Nhìn gớm lắm. Nói chung là muốn thích xíu nào. Phụ giúp vợ trong việc nấu ăn. Ví dụ như lâu lâu chồng có thể nhặt em cái rau hoặc cùng nhau rửa chén cũng vui chứ bộ. Lúc đó cảm thấy là mình hạnh phúc. Nhưng mà chồng em là tuyệt đối không bao giờ vào bếp. Sao vậy? Em vào bếp rất là khổ vậy à. Cảm giác như mình là nô tì vậy đó. Anh ơi lấy cho em giá, lấy cho em ớt. Mà xong rồi em đang đi giữa chừng. Thôi được rồi, đừng lấy nữa anh. Bỏ ra tủ lạnh đi. Mà em cứ làm chạy tới chạy lui vậy đó. Mà lấy có mấy cái lạc vàng thôi. Em nói cái em tức quá, em bê nguyên một cái vàng đó lại cho vợ luôn. Tự bà lựa đi. Dạ, tự bà lựa. Giờ sao ta? Cuộc sống của bạn bây giờ đang rất là vui. Tuy nhiên có một số cái các bạn phải bắt đầu điều tiết đi để chuẩn bị cho một cái gia đình lớn hơn. Có nghĩa là sẽ có một hai đứa con. Đúng không? Thì về phía em quản lý về em trong cái cách ăn mặc như vậy nó hơi bị xích sao quá. Bây giờ em cứ hình dung đi. Em đi ngoài đường với một cái cô vợ mà thiệt là không ai muốn dòm á. Trời ơi, tự nhiên một lúc nào đó em về em chán vợ em vô cùng. Những cái đồ vật của mình mà không ai thèm muốn á, thì đó là cái đồ vật không có giá trị. Cái đó là một cái điều mà em phải chuyển cái đó thành sự hãnh diện. Tại vì thực sự mà nói á, vợ em rất là xinh. Vợ em có duyên nữa. Nhưng mà chị biết chắc chắn là không ai cướp vợ em được đâu. Bởi vì tụi em rất là xứng đôi, 1 9 1 10. Cho nên rằng tụi em phải là một cặp mà khi đi ra đường mọi người phải trầm trồ. Trời ơi, mày nó đẹp trai quá. Lấy nhỏ nhỏ đi quá. Tụi em phải lấy cái đó là cái niềm mà gọi là vun vén thêm, gia vị thêm cho cái tình cảm vợ chồng. Chứ còn ha, nếu mà một lúc nào đó mà như vợ em đi với em cứ lúi xùi giống như là một cái bà nội trợ mà mấy chục tuổi vậy đó, thì một lúc nào đó tự động em sẽ chán. Không, cái đó là chị nói thì kinh nghiệm. Kinh nghiệm chị bàn với tụi em thôi. Còn cái chuyện mà em có làm hay không đó là quyền của em. Hiểu không? Nhưng mà chị góp ý như vậy. Rồi, xin cảm ơn hai em. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em là Phan Quốc Sơn, em 31 tuổi, em là kỹ sư phần mềm. Còn em? Dạ, em là Trịnh Thị Thanh Thảo, em 30 tuổi, em là kế toán. Một người là kế toán, còn một người là kỹ sư phần mềm. Ấy cha, vậy thì hai người gặp nhau và quen nhau như thế nào? Dạ, 5 năm trước, hai vợ chồng là cùng đi sinh nhật của một người bạn chung. Thì mới đầu á, là em nhìn cô này thì em cũng thấy là khá xinh. Nhưng mà em không có dám cua, tại vì em thấy là xinh quá đi, sợ cua không có được thì thành là bỏ qua. Là sao? Cái cô vợ mình khá xinh, nhưng mà sau đó em thấy xinh quá đi cho nên em bỏ qua. Không giống như con cáo đi chùm nho vậy. Vậy thì còn Thảo thì sao? Dạ em cũng không có ấn tượng gì anh, tại vì anh này thì không có nằm trong cái gu của em. Tại vì bữa đó nhìn cái mặt thì còn ngầu ngầu vậy nè, mà cái tướng thì đi cà bơn, cho nên là em không có thích. Tôi không hình dung mà được cái tướng cà bơn đó sao. Đi vô mà cái kiểu như bất cần đời á anh. Ủa rồi vậy thì tại sao hai người lại phải đến với nhau được hay? Dạ thì do cái người bạn đó cũng sắp đặt đó là cho em đưa cô này về. Nói chuyện thì thấy cũng khá là hợp, cho nên là sau một số lần hẹn hò đi uống sinh tố, nước mía, ăn chè này kia đó là bắt đầu qua lại với nhau luôn. Tụi em đã lấy nhau được bao nhiêu lâu rồi? Dạ 4 năm hơn rồi chị. 4 năm hơn, coi như là yêu nhau với lấy nhau là được 5 năm rồi. Đúng không? Có nghĩa là yêu nhau là khoảng 1 năm hả? Dạ khoảng 8 tháng á chị. 8 tháng rồi xong lấy nhau luôn tới giờ được. Vậy bây giờ đã cũng có 2 đứa luôn rồi. 2 đứa? Dạ. Như vậy có nghĩa là thời gian mà yêu nhau nó quá ngắn. Trong khi lấy nhau một cái là về là có con liền rồi, sau đó lại có liền một đứa nữa. Thì thực sự là các bạn đã hiểu nhau chưa? Bạn cảm nhận vợ bạn là một tiếp người phụ nữ như thế nào? Sâu sắc hay nông cạn? Nói chung là không được sâu sắc lắm chị ơi. Dạ, cái đó chính đó là có nhiều sự em không chia sẻ được với vợ. Em không chia sẻ được với vợ? Dạ. Ủa vậy thì mỗi lần có một người bất trắc, những cái gì mà khó khăn thì em chia sẻ với ai? Chia sẻ bằng gái cũ anh.
thì cứ líu lo về nhà nói chuyện với chồng, tâm sự với nhau để hiểu nhau hơn. Nhưng mà chồng cũng không thèm trả lời. Xong rồi nhiều khi em vô Face thì thấy cứ ngồi nói chuyện với bạn gái cũ. Cái điều đó thì em không có ghen tuông gì hết, nhưng mà cảm thấy rất là bức xúc và bực mình. Thì em nghĩ là nếu mà cứ tồn động cái tình trạng như vậy hoài á, là em sẽ bị ức chế nhiều, là em cũng sẽ có một cái hướng giải quyết khác. Mà lý do gì mà em không tâm sự được với vợ em mà em lại tâm sự với bạn gái cũ? Nói chung là nhiều khi vợ em cũng không hiểu hết cái con người em và cũng không có đủ nhạy cảm á chị. Tại vì tính em cũng khá là nghệ sĩ á, cho nên cái cô bạn gái cũ thì cô hiểu và giống như là chi kỷ hơn, chứ còn không có yêu đương tình cảm gì cả. Nhưng mà em tâm sự gì với bạn gái cũ mà em nói là vợ em không chẳng hiểu hạn được? Như là chuyện nuôi dạy con, cái bạn gái đó bạn rất là am hiểu và rất là dạy con, em thấy rất là khoa học, rất là đúng đắn, trong khi vợ em thì lại em nói thì lại không hiểu, không nghe cái điều đó. Chẳng hạn như là bé được bao nhiêu tuổi thì chế độ dinh dưỡng là sao, cần dạy bé những tính cách gì, rồi và thì vợ em thì lại thiếu sót cái đó. Mà cái người mà em tâm sự thì họ lại hiểu được cái vấn đề đó và họ chia sẻ được cái gì. Ví dụ như là chỉ có cái đề tài đó, tại sao em không tâm sự với mẹ em mà bắt buộc lại tâm sự với cái người bạn gái cũ? Dạ thì em cũng coi là bạn thôi à. Em có nghĩ là khi mà em làm điều đó vợ em sẽ bị tổn thương không? À thì em cũng tâm sự nhưng mà em đâu có cho vợ em biết đâu, tại vì em thì cứ lục lọi cho em biết thôi. Giống như là cái khoảng đó là cái khoảng không gian riêng của em trong cuộc sống thôi mà vợ em cứ thích là kiểm soát. Chồng em rất là ích kỷ chị. Ví dụ như cái thời gian mà em không đi làm, em có bầu em bé thứ hai á, em không có đi làm được. Xong rồi chồng em á mỗi tháng đưa về có một cái số tiền nhất định cho em thôi. Mà em tính ra với chồng em á, là em nói là không có đủ tiền để chia sẻ, để lo những cái trong gia đình. Nhưng mà chồng em lại nói là anh là muốn em là phải hùng vô trong đó để cho có ấy trong gia đình. Mà thật sự là thời gian đó em đâu có đi làm đâu chị, làm gì có tiền mà lo. Chồng em cứ nghĩ em là ăn xài như vậy, tại vì em chỉ trước mặt chồng em thì em mới ăn xài như vậy thôi, để cho chồng biết là vợ ăn xài như vậy là chồng phải tiết kiệm lại. Chứ còn bình thường em rất là tiết kiệm. Rồi chị hỏi là bây giờ là em đã đi làm rồi, bình thường rồi đúng không? Dạ, đi làm bình thường. Rồi chồng về có đưa tiền cho em giữ không? Dạ, cũng đưa. Dạ, giờ đưa hết luôn hả chị? Đưa hết. Bây giờ để chị hỏi một câu này, em có yêu vợ em không? Dạ có. Bao nhiêu phần trăm? Cũng không còn được 100% như xưa, nhưng mà cũng 70-80%. Lúc nào là 100%? Những cái lúc mà em cảm nhận được là vợ em là hết mình vì em, chăm lo cống hiến về gia đình thì lúc đó là... Còn cái lúc mà bà lớn tiếng với em thì còn bao nhiêu phần trăm? Lớn tiếng thì chắc còn 10-20%. Đọc. Tại vì lớn tiếng là ghê lắm, giống như con hổ vậy đó. Trời, hổ cái vậy đó, là tuổi cọp luôn mà anh. Thầy ghê, né từ cọp cái thì ghê. Còn nó gào thét ghê lắm mà, giống như là mất trí vậy đó. Không chứ là sao? Không tưởng tượng được luôn á. Em nói thử một cái tài chị không hình dung. Ví dụ như là anh điên à, bị câm à. Có bao giờ mà đang chở vợ ngoài đường mà vợ hét lên vô lỗ tai mà? Dạ, hét lên giữa đường. Dạ chưa bao giờ. Tự nhiên thì không có, nhưng mà ví dụ như có xung đột chẳng hạn, như đưa con đi khám bệnh mà bất đồng quan điểm cái gì là tự nhiên là đùng là đau to búa lớn luôn anh. Mỗi lần mà nó xảy ra em rất là dị ứng, tại vì em không có thích cái kiểu phụ nữ như vậy. Anh muốn hỏi em nè, chính vì những cái điều đó mà khiến cho em khó mà có thể tâm sự. Dạ chính xác, đúng rồi, đó là một cái nguyên nhân lớn, tại vì ở giống như ở hai cái đường song song gì đó mà nó không có gặp nhau được, không có thể chia sẻ được. Em có thay đổi được không? Dạ thì nhiều khi mình nóng quá rồi em không thể kiểm soát được, nhưng mà ngay sau đó khoảng 15-20 phút hoặc 30 phút nữa là em nói chuyện bình thường với chồng em. Nhưng mà chồng em thì lại không được gì, cứ ghìm với nhau vậy đó, cứ để bụng vậy đó, cứ ghìm nhau dữ hoài. Dạ. Ra là như vậy nè, vợ chồng hai bạn á đang ở trong một cái tình trạng mà tức là nó không có ở cái vạch mức an toàn đó nha. Cái mà em cảm nhận được á là vợ em không có hiểu em lắm. Cái em mong chờ là ví dụ như là vợ em có được sự nhạy cảm để hiểu em là ví dụ, em mong gì, em cần gì. Chẳng hạn như là có thể đoán được những cái mà mong muốn của em về cuộc sống, về hôn nhân. Thì nhiều khi vợ em lại không hiểu, lại không, cho nên em không thể chia sẻ được. Chồng đó em là không cái khó có chia sẻ với em, làm sao em hiểu để em đoán. Bây giờ chị hỏi Sơn nè, nếu tình trạng vậy em nhắm là tụi em cầm cự được bao lâu? Dạ thì em cũng hy vọng là sau cái chương trình này thì vợ em là có được những cái lời khuyên và cô ấy có thể là hiểu được em hơn. Chứ cũng như em á, là em có thể thay đổi được tốt hơn để cho hai đứa nó có thể là tâm đầu ý hợp hơn. Em nói chung là bây giờ hiện tại em cảm nhận được là
tụi em có khoảng cách rất lớn, bởi vì chồng em không hề tâm sự với em, mà thì em cũng cảm thấy là buồn. Cái ca này khó à nha Thuận, chứ không có đơn giản đâu nha. Cái đó là chị nói thật. Bây giờ vậy nè, bởi vì cái cá tính của tụi em cũng giống như là một cái quan điểm về cái cuộc sống á, về hôn nhân của tụi em nó tương đối là khác xa nhau. Chồng em cái cảm xúc nó tới và nó lắng lại chứ nó không có tan đi, còn em lại là khác, cảm xúc nó ập tới em bộc ra và nó hết. Em hiểu không? Ví dụ ngày hôm nay cái hình ảnh mà đập vào mắt chồng em, cái chuyện mà giống như em sừng sổ em nói là bụng căm hả, nhớ hoài không có phai đi được. Chị nói em nghe, nhiều lần như vậy nó cứ giống như nước nó lóng phèn á, nó không có delete đi được. Đúng không dạ, Sơn? Dạ. Bởi vì sao? Chồng em á, thuộc loại lãng mạn, thuộc loại sống nội tâm. Còn em là tuyết phụ nữ, rất là bộc trực, rất là mạnh mẽ. Em bực là em phải nói. Dạ. Ví dụ tôi không thể đón ý anh được, tôi lo cho con, tôi đi làm, tôi không thể có thời gian tôi đón ý anh. Anh muốn gì anh phải nói ra với tôi. Dạ. Còn anh không nói ra, anh làm những cái chuyện ấy là tôi bực, tôi phải nói. Tôi phải la lên không rồi tôi chết. Hai cái tâm hồn của tụi em nó có một cái khoảng cách như vậy. Thì chị nói ví dụ như vậy, em muốn chia sẻ, em đừng có chia sẻ với bạn gái cũ hoặc là những người bạn gái mới. Em có thể nói chuyện với chị, có thể nói chuyện với anh Bin. Em hiểu không? Hoặc là một người bạn trai nào mà thấu hiểu em nhất. Chị nói ví dụ, hoặc một bà chị nào đó. Là chị nói ví dụ vậy. Đừng nói chuyện với bạn gái. Em biết lý do tại sao? Không phải là vì sợ vợ em biết đâu, mà khi em nói chuyện với người bạn gái cũ thì em nói tự nhiên em thấy, ôi trời, cái người bạn gái này, tại sao mình để mất đi một con người này? Trong khi á, tại sao mình, cái sự chọn lựa không phải là cô ấy mà lại là cô này? Em lại có sự so sánh. Và cứ mỗi một sự so sánh đó là em lại càng cảm thấy cách xa vợ em hơn. Em phải chọn cái đối tượng để em tâm sự, cái đó là chị khuyên. Còn về phần em á, em thay đổi cái cách mà đòi hỏi chồng em tâm sự với em đi. Thứ nhất, bây giờ mình bớt nóng tính. Thay vì em nói là anh phải thế này, anh phải thế kia, tôi không muốn như thế này, tôi không muốn như thế nọ, em đừng có nói cách đó nữa. Em nói cái suy nghĩ của em. Em buồn, em cô đơn, em cảm thấy dường như là ông xã không còn thương em nữa. Tại sao em lại không đủ để mà có thể chia sẻ với anh, tâm sự với anh giống như hồi mình yêu nhau vậy đó. Thử đi, chị nói bây giờ tụi em phải dùng phép thử đi. Để làm chi? Để cứu vãn cái cuộc sống hôn nhân này. Chị hy vọng rằng sau cái chương trình này á, khi mà em đã thấy cái giọt nước mắt của vợ em sắp trực trào ra rồi đó, thì em sẽ thấy rằng là cái ức chế của vợ em cũng nhiều lắm. Nhiều lắm chứ không phải không. Mà với một cái người nóng tính như vậy á, không trào ra mới là lạ. Em hiểu ý chị không? Cho nên rằng á, là khi nào em buồn đi, em điện thoại chị nói chuyện với em, sẵn sàng chia sẻ với em nửa tiếng, hồn tiếng cũng được. Hoặc là anh Bin. Về thử đi nha. Chúc tụi em vượt qua được cái giai đoạn này nha. Chị nghĩ trong chuyện này Sơn phải là người chủ động đó. Hứa không? Dạ. Ok, xin cảm ơn hai bạn.